Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, Trung Quốc đang phải gánh chịu một hậu quả rất nặng nề do mưa lũ gây ra. Chính vì vậy, khi mà Trung Quốc vừa trải qua những cơn bão số 4, số 5, thì ngay trong thời gian gần đây, Trung Quốc đang phải đối mặt với một cơn bão, đó chính là bão Bavi, được coi là một cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay, đổ bộ vào Trung Quốc và làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống cũng như là kinh tế của người dân Trung Quốc. Vậy thì thực hư cơn bão Bavi đổ bộ vào Trung Quốc diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ thì hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Bão Bavi, cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay trong khu vực, dự kiến đổ bộ vào cả 3 tỉnh Đông Bắc của đất nước Trung Quốc. 1. Bão Bavi mạnh nhất từ trước đến nay tấn công Trung Quốc. Sau khi bão Bavi đổ bộ Triều Tiên hôm ngày 27 tháng 8, thì Trung Quốc đã phải nâng cảnh báo lên cấp cao nhất, cấp màu đỏ. Bão Bavi, cơn bão số 8 trong năm, đổ bộ bờ biển tỉnh Bắc Poyang ở Triều Tiên vào khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 27 tháng 8. Bão Bavi có sức gió tối đa lên tới 133 km/h khi đổ bộ Triều Tiên. Sing Etienne dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, các dự báo trước đó cho thấy rằng bão Bavi sẽ tấn công 3 tỉnh Đông Bắc của Trung Quốc là Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang, khiến cho chính quyền các địa phương phải cảnh giác cao độ. Mặc dù cường độ của bão Bavi dự kiến sẽ suy yếu sau khi đổ bộ, thế nhưng cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay trong khu vực dự kiến đổ bộ vào 3 tỉnh Đông Bắc của Trung Quốc. Hiện tại, đây là giai đoạn quan trọng để thu hoạch các loại cây trồng như lúa, ngô và đậu tương. Qua Nhong, giám đốc dự báo của Cục Khí tượng Trung ương cho biết rằng, thiệt hại về mùa màng sẽ ảnh hưởng xấu đến sản xuất sau này và chúng ta sẽ phải có biện pháp phòng ngừa. So với các khu vực ven biển phía đông nam của Trung Quốc, bão hiếm khi xuất hiện ở khu vực Đông Bắc và bão đổ bộ lên phía Bắc có nhiều khả năng gây thiệt hại nhiều hơn. Nhà phân tích khí tượng Giang Chuan cho biết rằng, sở dĩ bão có thể gây ra thiệt hại nhiều hơn là do khu vực phía Bắc chưa đủ kinh nghiệm trong việc chống chọi với bão và một khi bão ở phía Bắc gặp không khí lạnh, nó sẽ gây ra những trận mưa lớn hiếm có. Một cơn bão tương tự đã từng đổ bộ vào khu vực Đông Bắc và gây ra thiệt hại trên diện rộng cho mùa màng ở đó. Khi mà các trận mưa lớn do bão Bavi gây ra chuẩn bị tàn phá nông nghiệp và sông ngòi của khu vực, thì các cơ quan địa phương và trung ương cấp tập ứng phó, đưa ra cảnh báo sớm và triển khai lực lượng để giảm thiểu thiệt hại. Cơ quan kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc đã nâng cấp phản ứng khẩn cấp về phòng chống bão lũ từ cấp 4 lên cấp 3 vào ngày 27 tháng 8, đồng thời kêu gọi các khu vực bị ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Bavi và chuẩn bị ứng cứu khẩn cấp. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, thì các bộ đội cứu hỏa của 3 tỉnh vùng Đông Bắc sẵn sàng phục vụ, hơn 20.000 lính cứu hỏa và tổng cộng 329 thuyền cứu hộ đã được triển khai tại 47 trạm. Do lượng mưa lớn có thể ảnh hưởng đến hầu hết lưu vực sông Song Leo, nên ngày 25 tháng 8, Ủy ban Thủy lợi Song Leo đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống thiên tai, hạn hán và lũ lụt. Ở những thành phố có cảnh báo cao, các trường học, văn phòng, cơ sở kinh doanh và các cuộc tụ tập đông người ngoài trời đã bị đình chỉ. Cơn bão số 8 năm nay đã buộc nhiều trường trung học cơ sở, tiểu học mẫu giáo ở Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm phải đóng cửa tạm thời. Sở Giáo dục Trường Xuân đưa ra thông báo vào tối ngày 26 tháng 8, yêu cầu tất cả các phòng giáo dục địa phương và các trường học chuẩn bị ứng phó với bão để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Thông báo cho biết rằng, các trường học có thể điều chỉnh kế hoạch giảng dạy hoặc là tạm đóng cửa tùy theo sự thay đổi của thời tiết. Tỉnh Cát Lâm đã phát động ứng phó khẩn cấp với bão. Bão Bavi thì cũng ảnh hưởng đến các dịch vụ tàu hỏa ở Đông Bắc của Trung Quốc. Công ty đường sắt Thẩm Dương phải tạm dừng 108 chuyến tàu để đảm bảo an toàn cho hành khách. Tại Trường Xuân, 8 chuyến bay đã bị hủy vào 8 giờ 30 sáng ngày 27 tháng 8, đồng thời một số chuyến tàu đã bị hủy trong ngày 27 đến 28 tháng 8. Và bão Bavi dự kiến sẽ mang theo gió và mưa lũ đến vùng Đông Bắc của đất nước Trung Quốc. Hai, Trung Quốc phát báo động đỏ đối với bão Bavi.
Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, cơn bão số 8 ở Trung Quốc trong năm nay sẽ di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 40 đến 50 km/h trước khi đổ bộ vào các khu vực ven biển ở giữa thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc và Bắc Pyongan của Triều Tiên vào sáng ngày 27 tháng 8. Trung Quốc đã có hệ thống cảnh báo thời tiết là 4 mã màu, trong đó màu đỏ tượng trưng cho thời tiết tồi tệ nhất, sau đó là màu cam, vàng và xanh. Kênh truyền hình KCTV của Triều Tiên phát sóng vào đêm qua cho thấy rằng, do ảnh hưởng của bão khiến cho cây cối đổ rạp, các mảnh vỡ xuất hiện ở mọi con đường và mực nước sông Taedong đang dâng cao, làm gia tăng mối lo ngại sau trận mưa lớn đầu tháng này đã gây ra lũ lụt và cây trồng bị hư hại. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra cảnh báo về thiệt hại cây trồng và thương vong trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết rằng, sáng ngày 27 tháng 8, bão Bavi đổ bộ vào đất liền cách thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên khoảng 50 km về phía Tây Nam. Những trận mưa lớn từ đôi hồi đầu tháng đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung cấp lương thực của Triều Tiên sau khi hàng trăm ngôi nhà và ruộng đồng bị nhấn chìm. 3. Bão Bavi bồi thêm mưa lớn vùng lũ lụt của Trung Quốc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm 24 tháng 8 đã ra hạn cảnh báo màu vàng cấp độ 3 trong thang 4 cấp đối với bão Bavi theo Tân Hoa Xã đưa tin. Cơn bão thứ 8 trong năm đã mạnh lên từ một cơn bão nhiệt đới vào sáng sớm ngày 24 tháng 8 và được quan sát tại vùng biển cách đảo Jeju của Hàn Quốc là 680 km về phía nam vào lúc 5 giờ sáng với sức gió tối đa là 118,8 km/h tại tâm bão. Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo rằng bão Bavi sẽ đi theo hướng đông bắc với tốc độ 10 km/h khi nó mạnh lên và sẽ di chuyển gần bán đảo Sơn Đông phía đông của Trung Quốc vào cuối tuần này. Từ sáng 24 tháng 8 đến 25 tháng 8, bão Bavi được dự báo sẽ tấn công một số khu vực ven biển của các tỉnh và khu vực bao gồm Đài Loan và Chiết Giang. Trung tâm Khí tượng Quốc gia khuyến cáo người dân và các phương tiện tàu ở các khu vực bị thiên tai vào nơi tránh trú. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết mã màu bao gồm 4 tầng với màu đỏ tượng trưng cho thời tiết khắc nghiệt nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam. Lũ lụt ở Trung Quốc suốt gần 3 tháng qua đã gây thiệt hại đáng kể và ít nhất 219 người thiệt mạng và mất tích, 63 triệu người bị ảnh hưởng, 54.000 ngôi nhà bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ lụt lên đến gần 26 triệu USD. Trước đó, thì theo Reuters ngày 28 tháng 8, dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết rằng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đi thị sát tại tỉnh Nam Hanghui ở phía tây nam của Bình Nhưỡng. Trước đó, thì ông đã lên tiếng cảnh báo về đề phòng thiệt hại và cây trồng, thương vong do cơn bão Bavi đổ bộ gần thủ đô, gây mưa lớn và bật gốc cây cối. Ông Kim Jong-un nói rằng quy mô thiệt hại từ cơn bão số 8 là nhỏ hơn dự kiến và cho biết thêm rằng ông ấy đã lo lắng rất nhiều và cảm thấy thật là may mắn vì con số thiệt hại không lớn. Triều Tiên ứng phó với bão Bavi trong bối cảnh nước này đang phải đẩy mạnh nỗ lực ngăn ngừa đại dịch COVID-19. Chuyến thăm của ông Kim Jong-un diễn ra sau khi kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KCTV phát đi những cảnh thiệt hại do bão của nước này. Những trận mưa lớn hồi đầu tháng gây lũ lụt và làm hư hại mùa màng đã dấy lên những lo ngại về nguồn cung cấp lương thực ở Triều Tiên sẽ bị ảnh hưởng. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ca ngợi các quan chức, đảng đã thực hiện các biện pháp để giảm thương vong, giảm thiểu thiệt hại do cơn bão Bavi. Hãng thông tấn Trung ương KCNA không đưa tin chi tiết về quy mô thiệt hại. Vậy là video đến đây là hết rồi. Các bạn có suy nghĩ gì sau khi đi tìm hiểu về video này? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng tiếc một like và chia sẻ để ủng hộ cho Giải Mã TV. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.